Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian cho chương trình Nhịp cầu đầu tư trên sóng truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, tích cực cải thiện môi trường đầu tư với nhiều chính sách linh hoạt, hấp dẫn, thời gian qua Nghệ An đã thu hút được nhiều dự án có quy mô lớn, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, việc đảm bảo an toàn an ninh trật tự là yếu tố hết sức quan trọng để các dự án đầu tư hoạt động, nhà đầu tư yên tâm đầu tư lâu dài. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội cho các nhà đầu tư trong xây dựng môi trường đầu tư. Một số vướng mắc hiện nay cũng như các giải pháp của tỉnh Nghệ An để đẩy mạnh thu hút các dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tổng hợp tin. Vừa qua, đoàn cán bộ tỉnh Nghệ An do đồng chí Lê Xuân Đại, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có chuyến đi công tác tại Vương quốc Anh theo thư mời của Hội đồng thị trấn New Haven để ký kết thỏa thuận hợp tác giữa thành phố Vinh và thị trấn New Haven, tổ chức xúc tiến thu hút đầu tư và thương mại tại thành phố London, Vương quốc Anh. Tại Vương quốc Anh, đoàn đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tổ chức diễn đàn doanh nghiệp với sự tham dự của khoảng 30 doanh nghiệp Vương quốc Anh. Tại diễn đàn doanh nghiệp, đồng chí Lê Xuân Đại đã giới thiệu khái quát về Việt Nam, tình hình kinh tế xã hội của Nghệ An, cơ hội, tiềm năng, chính sách thu hút đầu tư nhằm thu hút nhiều hơn các nhà đầu tư của Vương quốc Anh đến với tỉnh. Bên lề diễn đàn doanh nghiệp còn có các cuộc tiếp xúc giữa đoàn Nghệ An với cộng đồng doanh nghiệp Vương quốc Anh và giám đốc điều hành của Hội đồng Thương mại ASEAN UK, ông Rod Hunter. Đoàn đã thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác giữa thành phố Vinh và thị trấn New Haven. Nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020, vừa qua Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức buổi làm việc về đề án này. Đây cũng là một trong 6 đề án cụ thể hóa đề án tập trung thu hút đầu tư vào Nghệ An đến năm 2020, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, thực hiện nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Đề án có hai phần chính: đánh giá thực trạng thu hút đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2006-2013 và định hướng thu hút đầu tư giai đoạn tiếp theo. Giai đoạn 2006-2013 là giai đoạn xây dựng nông thôn mới nên tất cả các xã trong toàn tỉnh đã hoàn thành quy hoạch. Mục tiêu đến năm 2020 thu hút được khoảng 21.501 tỷ đồng cho các dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, góp phần nâng cao hạ tầng nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, trong lĩnh vực thu hút đầu tư, môi trường đầu tư được coi là yếu tố số 1 để khơi thông các dòng vốn từ các doanh nghiệp nước ngoài. Môi trường thuận lợi, an ninh trật tự đảm bảo thì các doanh nghiệp, doanh nhân mới toàn tâm toàn ý tập trung trí tuệ, vốn và kỹ thuật để phát triển sản xuất kinh doanh. Từ đây, hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng được nâng cao, góp phần tạo động lực thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của Nghệ An. Có thể thấy, môi trường đầu tư tốt, ngoài các chính sách hấp dẫn, hạ tầng, nhân lực lao động, hệ thống thương mại dịch vụ, thì vấn đề an ninh trật tự có vai trò hết sức quan trọng để thu hút các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, triển khai dự án, kinh doanh và hoạt động. Trong thời gian qua, với những điều kiện tạo nên môi trường đầu tư ổn định, thuận lợi, Nghệ An đã thu hút được nhiều dự án đầu tư có vốn nước ngoài từ các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Singapore. Theo tôi được biết, phần lớn các nhà đầu tư thường chọn đầu tư vào Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy thì sự phân biệt chênh lệch ngày càng nhiều hơn, nên chúng tôi quyết định đầu tư vào Nghệ An để thu hẹp khoảng cách giàu nghèo đó. Hơn nữa, chúng tôi cũng được biết Nghệ An có nguồn nhân lực rất dồi dào, nên đầu tư vào đây sẽ là một thế mạnh. Khi đầu tư vào Nghệ An thì chúng tôi đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ rất tận tình của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam, các cấp, các ngành. Vì thế, chúng tôi mới đạt được kết quả phát triển như ngày hôm nay. Tính lũy kế cho đến ngày 15 tháng 3 năm 2014, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 627 dự án đầu tư còn hiệu lực, trong đó có 33 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đang hoạt động, với số vốn đăng ký đầu tư là 254,4 triệu đô la. Đối với nhà đầu tư nước ngoài, yếu tố về an ninh, trật tự, an toàn xã hội không chỉ góp phần trong việc thực hiện các dự án đầu tư thành công, mà còn là đảm bảo cho hoạt động của các doanh nghiệp trong sản xuất và phát triển lâu dài. Tuy nhiên, bên cạnh môi trường an toàn trong các khu công nghiệp như Bắc Vinh, Nam Cấm, thì vấn đề an ninh trật tự đối với các dự án nằm ngoài khu công nghiệp vẫn đang còn khá nhiều bất cập.
Chính vì vậy, Nghệ An luôn luôn quan tâm chỉ đạo và xây dựng một môi trường đầu tư an toàn để thu hút nhiều hơn nữa các dự án đầu tư, từ đó tạo động lực thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế. Đặc biệt, sự kiện hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam vừa qua đã gây nên tình hình bất ổn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề an ninh trật tự. Từ việc thể hiện lòng yêu nước, nhiều người lao động đã bị kẻ xấu lợi dụng, xúi dục, dẫn đến sự việc căng thẳng và hậu quả đáng tiếc như ở các khu công nghiệp phía Nam và khu công nghiệp lân cận, Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Đối với Nghệ An, việc đảm bảo môi trường đầu tư, an ninh, an toàn cho các doanh nghiệp nước ngoài đã được thực hiện nghiêm. Các lực lượng chức năng đã tăng cường các biện pháp cần thiết đảm bảo an ninh, an toàn về con người, tài sản đối với các tổ chức doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Nghệ An. Sau khi tình hình xảy ra, thì chúng tôi được khẩn trương lập một ban chỉ đạo do đồng chí giám đốc làm trưởng ban, các đồng chí phó giám đốc làm phó trưởng ban cùng với một số lãnh đạo phòng liên quan. Trên cơ sở ban chỉ đạo, chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch cụ thể cũng như các cái điều chỉnh nào cụ thể trên từng lĩnh vực để huy động lực lượng tham gia vào công tác bảo vệ các cái doanh nghiệp, các cái nhà máy ở trên địa bàn, nhất là các doanh nghiệp vào tuần ngoài. Thứ hai là chúng tôi đã chủ động có các cái văn bản để báo cáo thường trực tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh, huy động các cái ban ngành đoàn thể ở các cấp phối hợp, đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhận thức đúng cái tình hình, không mắc mưu vào các cái âm mưu của cái thế lực thù địch. Họ làm tốt cái công tác tư tưởng cho các chủ doanh nghiệp cũng như là tuyên truyền vận động những công nhân thấy rõ được cái tình hình hiện nay để nâng cao cảnh giác, là có cái trách nhiệm bảo vệ nhà máy để sản xuất kinh doanh vừa đảm bảo cho cái đầu tư phát triển đồng thời đảm bảo cái đời sống của mình. Trong một thế giới mở cửa và hội nhập, việc cải thiện môi trường đầu tư hoặc hướng tới một môi trường kinh doanh lành mạnh, đủ sức cạnh tranh là đích đến để phát triển kinh tế, xã hội của bất kỳ một địa phương nào. Đó cũng là động lực nhanh nhất để thúc đẩy sự tăng trưởng đạt hiệu quả cao nhất. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo một môi trường đầu tư ổn định cho các nhà đầu tư trên địa bàn Nghệ An thời gian qua, nhất là trước, trong và sau sự kiện giàn khoan Hải Dương 981, tỉnh Nghệ An đã có nhiều giải pháp nhằm đảm bảo giữ môi trường đầu tư thuận lợi, an toàn cho doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài từ Trung Quốc, Đài Loan. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung trao đổi với lãnh đạo ông Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An. Xin được cảm ơn ông Huỳnh Thanh Điền đã nhận lời trao đổi trong chương trình Nhịp cầu đầu tư của chúng tôi. Thưa ông, có thể nói rằng là trong các cái điều kiện thu hút đầu tư thì ngoài cái hạ tầng, rồi là nhân lực cũng như là các cái hệ thống thương mại dịch vụ, thì có thể nói rằng cái vấn đề an ninh trật tự, an toàn xã hội có vị trí rất là quan trọng để có thể là xây dựng một cái môi trường đầu tư lành mạnh, thu hút các dự án đầu tư, đặc biệt là dự án đầu tư nước ngoài. Vậy em có thể cho biết là cái vấn đề an toàn trật tự, an ninh xã hội nó có cái vị trí như thế nào trong cái môi trường đầu tư của Nghệ An? Đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự, an toàn xã hội phục vụ cho công tác đầu tư là một vấn đề hết sức quan trọng. Khi các nhà đầu tư đến tìm hiểu đầu tư tại tỉnh thì họ rất quan tâm đến nhiều cái yếu tố để phục vụ cho cái đầu tư của họ vừa đạt được cái hiệu quả, nhưng đồng thời đảm bảo cái an ninh an toàn, đảm bảo cho cái nhà đầu tư hoạt động một cách lâu dài và thuận lợi. Cho nên đây là một yếu tố mà nhà đầu tư hết sức quan tâm và họ cho rằng nơi nào mà giải quyết tốt cái vấn đề an ninh an toàn, đảm bảo cho nhà đầu tư thì là một cái nơi mà họ quan tâm để họ đến đầu tư. Có thể nói rằng là cái tình hình bất ổn, mất an ninh trật tự trong các khu công nghiệp ở một số cái địa phương vừa qua và như là ở Vũng Áng, Hà Tĩnh, lân cận Nghệ An á, sau cái sự việc mà hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc trong cái vùng biển đặc quyền của Việt Nam đã gây thiệt hại cho rất nhiều nhà đầu tư, trong đó có những nhà đầu tư của Trung Quốc. Tuy nhiên thì ở Nghệ An của chúng ta vẫn là tuyệt đối an toàn, không để xảy ra bất kỳ một sự việc đáng tiếc nào. Vậy thưa ông Huỳnh Thanh Điền, thì ông có thể cho biết là chỉ đạo của tỉnh Nghệ An như thế nào về vấn đề này ạ? Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có rất nhiều cái chỉ đạo sáng suốt và kịp thời và bám sát cái tình hình và giao nhiệm vụ cho các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức rất nhiều cái hoạt động để đảm bảo về an ninh trật tự, an toàn nói chung cho xã hội cũng như cho các cái doanh nghiệp nước ngoài, cũng cho như đảm bảo cho cái người nước ngoài tại Nghệ An. Chúng ta đã cử rất nhiều đoàn đến thăm, động viên và tìm hiểu tình hình. Chúng ta đã có nhiều giải pháp để phối hợp với các doanh nghiệp để đảm bảo an ninh an toàn cho các doanh nghiệp.
và chúng ta cũng đã tổ chức các cái tuyên truyền vận động công nhân trong các cái doanh nghiệp nước ngoài để các doanh nghiệp công nhân và người Việt Nam lao động trong các doanh nghiệp đó hiểu được cái tình hình để hoạt động bình thường và đúng pháp luật. Và đối với doanh nghiệp nước ngoài thì chúng ta cũng đã trao đổi và làm việc để họ hiểu được tình hình, yên tâm sản xuất kinh doanh và phối hợp với chúng ta tổ chức tốt cái các cái đảm bảo an ninh trật tự trong cái các cái nhà doanh nghiệp. Cho nên là phải nói rằng là doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn tỉnh họ rất yên tâm và tin tưởng vào cái sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương. Có thể nói rằng là trong thời gian qua thì an toàn môi trường đầu tư của Nghệ An đã đạt được những kết quả rất là tốt. Bên cạnh cái an toàn đầu tư ở trong các khu công nghiệp thì chúng ta còn có rất nhiều dự án nằm ở ngoài khu công nghiệp và gần với các khu dân cư. Vậy ông có thể cho biết là trong thời gian tới thì tỉnh Nghệ An sẽ có những giải pháp gì để có thể nâng cao cái an toàn môi trường đầu tư, góp phần thu hút nhiều hơn dự án đầu tư nước ngoài đến với Nghệ An ạ? Tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh và các cấp các ngành đã có rất nhiều cái chỉ đạo và các cái giải pháp để làm sao đó cải thiện cái môi trường đầu tư, đảm bảo cả trật tự an ninh an toàn đối với các nhà máy ở gần khu dân cư hoặc như các nhà máy mà có nhiều lao động. Và đối với các nhà máy của nước ngoài thì chúng ta đã có rất nhiều cái giải pháp để phối hợp với các cái doanh nghiệp. Chúng ta đã thường xuyên tuyên truyền vận động rồi là phối hợp trong các công tác đảm bảo an ninh trật tự, và chúng ta cũng đã thường xuyên có các cái tổ công tác cũng như là các lực lượng chức năng để bảo vệ cho các cái nhà máy đó, để làm sao đó để cho các cái doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nước ngoài, họ yên tâm lao động và sản xuất. Và đối với các ngành chức năng á, thì kịp thời nắm bắt tình hình ở các cái doanh nghiệp để có những cái hoạt động hoặc có những cái tác động và có những cái phối hợp làm sao đó để cho cái tình hình hoạt động của các doanh nghiệp đó đảm bảo nó bình thường. Chúng ta cũng đã phối hợp để tuyên truyền vận động cho người lao động Việt Nam là trong các doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nước ngoài hiểu được tình hình cũng như để có những cái hoạt động mà phải nói rằng là không ảnh hưởng đến cái môi trường đầu tư của tỉnh. Xin được cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Chuyên mục Nhịp cầu đầu tư tháng 6 năm 2014 xin được kết thúc tại đây. Quý vị quan tâm có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử truyền hình nghệan.vn. Xin kính chào tạm biệt.